quý vị, chương trình truyền hình ngày thứ hai 19 tháng 1 trên kênh 7. Mời quý vị và các em theo dõi những tiết mục sau. 5 giờ 5 phút chiếu phim phim truyện Trung Quốc Thần Long Đoạt Bảo tập 27. 6 giờ Thế Giới Ngày Qua. 6 giờ 30 phút Chào Ngày Mới. 7 giờ Ca Nhạc Giai Điệu Mùa Xuân. 7 giờ 30 phút Trò Chuyện Cuối Tuần. 8 giờ 15 phút Di Sản Thế Giới. 8 giờ 30 phút Du Lịch Vòng Quanh Thế Giới. 9 giờ Cuộc Sống Quanh Ta Phát Triển Vùng Đô Thị Mới. 9 giờ 30 phút Phim Truyện Việt Nam Vệ Sĩ. 11 giờ Em Yêu Khoa Học Thích Ứng Môi Trường Ở Động Vật. 11 giờ 15 phút Kiến Thức Tiêu Dùng Trà Thảo Mộc Thanh Lọc Cơ Thể. 11 giờ 50 phút Món Ngon Mỗi Ngày Bánh Tét Lá Cầm. 12 giờ chiếu phim phim truyện Hàn Quốc Vị Quốc Vong Thân tập 24 và 25. 13 giờ 45 phút Khéo Tay Hay Làm Sườn Non Om Cải Chua. 14 giờ chiếu phim phim truyện Hàn Quốc Rangi Bin tập 131. 15 giờ phim truyện Việt Nam Suối Ngàn Lau Chảy Mãi tập 1. 16 giờ Câu Lạc Bộ Thể Thao. 16 giờ 30 phút Nhịp Sống Thể Thao. 17 giờ chiếu phim phim truyện Hàn Quốc Chàng Trai Hông Ghi Đông tập 29. 18 giờ Bản Tin Kinh Tế. 18 giờ 15 phút Bác Sĩ Gia Đình. 19 giờ phim truyện Thiếu Nhi Cô Bé Phép Thuật. 19 giờ 30 phút Thắp Sáng Niềm Tin. 19 giờ 50 phút Thế Giới 24 giờ. 20 giờ Câu Chuyện Ước Mơ. 20 giờ 30 phút Chương Trình Quyền Năng Số 10. 21 giờ 20 phút Cuộc Đua Kỳ Thú. 21 giờ 50 phút Ca Nhạc Thế Giới Âm Nhạc. 22 giờ 40 phút Tin Trong Nước. 23 giờ Ca Nhạc Mùa Xuân Tình Yêu. 23 giờ 45 phút Du Lịch Và Cuộc Sống. Tin Cuối Ngày Tin Thế Giới Bản Tin Thể Thao 365.